Kênh ẩm thực vui vlog. Xin chào mọi người. Cầm ngay cho cái góc á, cầm ngay cái góc rỉ lên, cầm cái này nè rỉ lên hai tay rỉ lên được rồi, để xuống. Còn ở dưới còn cái góc ở đó, đó. Nhổ tiếp rồi, nhổ đây nè, rồi nhổ rồi để xuống rồi nhổ nữa, còn cũ kìa. Không bôi đây là cái gì? Nhổ cái góc này nè, nhổ góc này nè, nhổ tóc này lên, nhổ mạnh lên, dở lên. Dạ. Được rồi. Rồi để xuống. Để xuống nhổ nhổ cũ lên nữa. Còn kìa. Con cũ nè. Rồi con nữa nè. Rồi sắp tóc lên cho bố, sắp tóc lên. Rồi để xuống. Còn đây nữa nè. Còn đây nữa nè. Đây nè. Nó nhỏ lên. Để đi xuống ngay đó đó. Để. Rồi. Nó. Con đeo vào tay này mới được. Đâu được. Đeo vô. Tay, đeo vô. Rồi. Đeo vô. Dở, rồi nổi thiêu rồi, dở lên. Ủa bự quá, siêu to. Con qua đây cũng nhổ được. Rồi. Con với tay giúp được, con đi với tay vô. Nhổ lên. Được rồi. Wow. Rồi còn nữa. Còn nhiều lắm. Nè, nhổ cái. Nó phải treo vào tay luôn rồi, chứ mới đi vào tay. Rồi, nhổ cái góc này lên. Nhổ đi. Nhổ bụi này lên. Dạ. Nhổ mạnh lên. Dạ. Có khổ đâu. Nhổ. Được của nhà chứ luôn. Nhổ lên, nhổ cái bụi lên. Nhổ lên. Nó sẽ phụ cho rồi, nhổ lên. Cùi như cũ như này nè. Nhớ nhổ bụi này lên. Rồi qua bên này, nhổ bụi này. Qua đây nè. Dương. Rồi, nhổ mạnh lên. Hai tay nhổ mạnh lên. Cũ nè. Rồi. Rồi. Quá đã luôn. Con. Không biết rồi. Ui, không biết rồi. Ở đây muốn nữa không? Muốn. Đây nè, nhổ này nè. Rồi, giờ dỡ đống vũ lan này lên cho bố. Dạ. Rồi, đứt rồi. Nhổ lên. Wow. Dỡ vũ lên coi. Còn nữa nè. Còn nữa nè. Đó là chỗ cũ đi hả? Nè, nói xe không phụ. Wow, cổ bự luôn. Ta chết tay của. Giờ cổ lên coi. Nè, ngó lên đây rồi. Wow.
cái cũ xuống. Rồi lấy cái cũ khác đó. Rồi thôi, thôi ngủ đó thôi, hết rồi còn nhỏ. Lôi lên. Lôi lên. Rồi cầm hai cũ lên, đứng lại. Giờ ngó đây nè, ngó đây nè. Giờ hai cũ rồi cao lên. Nè, mua cũ đây.